Vận may bất ngờ ập đến, đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày 30 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, trong ngày cuối cùng của năm 2022, những con giáp này sẽ được gặp may mắn không ngờ: Tý, Dần, Tỵ, Mùi, Tuất và Hợi. Ngày này có tài tinh chiếu mệnh nên sẽ vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc. Các bạn sẽ bất ngờ được người thân, họ hàng gửi tặng tiền mặt hoặc những món đồ có giá trị. Không chỉ thế, công danh sự nghiệp của các bạn sẽ lên như diều gặp gió. Nhìn chung cả sự nghiệp và tài lộc đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình, nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, nhân sự, khéo léo luồn lách thì không lo thiếu vốn làm ăn. Các bạn hãy cùng kiểm chứng với tôi. Tuổi Tý, hôm nay là ngày khá thích hợp để bản mệnh tiếp thu kiến thức mới, nên cứ thoải mái trau dồi kỹ năng cho mình. Thậm chí con giáp này có thể theo đuổi sự nghiệp học hành lên cao hoặc bắt đầu ước mơ của riêng mình. Bạn biết không bao giờ là quá muộn. Con giáp tuổi Tý thu hút không ít tài lộc về mình trong ngày thiên tài che chở. Nhiều người còn gia tăng thêm thu nhập khi tận dụng thời gian rảnh của mình để làm thêm. Thậm chí có một số người còn được trả nợ hoặc một khoản tiền mà bạn quên từ lâu. Tài lộc vượng đem đến một khoản tiền không nhỏ vào ngày cuối năm cho Tý. Đây cũng chính là quả ngọt bạn thu được sau một năm nỗ lực vất vả. Ngũ hành tương sinh cho thấy bản mệnh khi đã biết nói những lời ngọt ngào hơn với một nửa của mình thì vận trình tình cảm cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hãy cố gắng duy trì thói quen tốt này, đừng nghĩ gì nói nấy như trước đây, kẻo làm tổn thương đến người ấy. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn của Ngày Tốt Toàn Thư. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần, chính quan tương trợ giúp cho tuổi Dần củng cố niềm tin vào bản thân. Bạn tin tưởng hơn vào những gì mà bạn đang nỗ lực theo đuổi. Bản mệnh đang có cơ hội để bắt đầu những kế hoạch mới hiệu quả. Đừng bỏ lỡ vận may của mình, nếu không mọi thứ có thể tuột khỏi tầm tay. Người tuổi Dần dù đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng vẫn dành thời gian để quan tâm tới những dự án và kế hoạch mà mình theo đuổi. Ngày này có các tinh nâng đỡ, dù bạn có phạm phải sai lầm gì cũng sẽ có người chỉ bảo và hướng dẫn tận tình, giải quyết thay chứ không hề trách phạt. Tam hội chỉ ra rằng hôm nay nên tập trung xây dựng mối quan hệ tốt với người thân, bạn bè, hàng xóm. Điều này không có nghĩa là bạn đồng ý hết với những ý kiến của họ. Thay vào đó, bạn nên biết lắng nghe và chỉ góp ý khi cần. Mộc khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới quyết tâm muốn tập luyện nghiêm túc của bản mệnh. Bạn không cần gắng sức, nếu thấy mệt, cứ cho phép mình nghỉ và quay lại tập khi đã cảm thấy khỏe hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thần mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, xem tử vi ngày 30 tháng 12 năm 2022 âm lịch, với sự góp sức của chính ấn, người tuổi Tỵ có được lợi thế về năng lực nổi trội trong một lĩnh vực mà bạn có thể được phát huy trong ngày hôm nay. Nhân cơ hội, bạn có thể giúp đỡ nhiều người thì hãy thể hiện sự nhiệt tình và sự hứng khởi của mình. Dù là con giáp nóng tính, gây tổn hại không ít tới chuyện tình cảm, nhưng hôm nay nhờ ngũ hành tương sinh mà những căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy đang dần qua đi. Thậm chí một số kế hoạch chung của hai người bắt đầu khởi động lại và mang lại cho cả hai nhiều niềm vui, niềm tin mới. Ngày 30 tháng 12 năm 2022 âm lịch là ngày can kỷ, ngày này không trị bệnh ở Tỵ, do đó bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thần mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi có tam hợp độ mệnh, mọi tuổi Mùi làm việc trong ngày đều thu về kết quả tốt đẹp, dù là dự tính về công việc làm ăn hay học hành, tình cảm, bạn hãy cứ dũng cảm thực hiện, chớ nên ngần ngại, bởi khả năng thành công là điều chắc chắn. Về tài vận, bạn nên cần cẩn thận các chi tiêu của mình, đừng chỉ vì hư vinh nhất thời mà tiêu hao hết tiền bạc, nhất là trong dịp nghỉ lễ này. Bạn có thể cho tiêu các khoản ăn uống say sưa, sắm sửa cá nhân, nhưng đừng quên, có thể để kiếm tiền, bạn phải bôn ba và vất vả bao nhiêu. Bạn nên học cách tiết kiệm tiền bạc của mình hơn nữa. Nhờ có tam hợp,
mà bản mệnh có khả năng thích ứng rất cao. Thậm chí, bạn đủ nhạy cảm để có thể dự đoán ý định của một nửa của mình và hỗ trợ cho người ấy. Hôm nay, tình cảm đôi lứa đong đầy cũng nhờ vào sự thấu hiểu, đồng điệu về cảm xúc. Ngũ hành xung khắc cho thấy thái độ chủ quan về vấn đề sức khỏe khiến một số người tuổi Mùi ốm đau. Lúc này nên tranh thủ thời gian để được nghỉ ngơi đầy đủ nhất có thể. Đừng để phải nhập viện vừa tốn tiền vừa mệt mỏi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất, xem tử vi ngày 30 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, ảnh hưởng của kiếp tài cho thấy người tuổi Tuất chịu oan ức vì một ai đó, dường như họ đã đạt được mục đích khi chúng đang tác động tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Vì thế, bạn nên điều chỉnh cảm xúc sao cho phù hợp, hãy để lý trí kiểm soát tất cả. Nhờ có lục hợp che chở mà một số việc trước đây tưởng chừng rất khó, nhưng cũng đã có thể giải quyết khi bạn nhận được sự chung sức của bạn bè, đồng nghiệp. Đôi khi trong khó khăn, bạn mới nhận ra mọi người đối xử tốt với mình đến mức nào. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Dường như bạn đang có chế độ ăn uống không phù hợp. Dù bạn đã cố gắng bắt chước ai đó, nhưng xem ra không hiệu quả. Bạn nên tìm hiểu kỹ và cân nhắc kỹ hơn trước khi áp dụng cho mình. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất của ngày tốt toàn thư. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi, chính quan soi đường, nâng đỡ cho những người tuổi Hợi đang có tham vọng về sức mạnh và quyền lực. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt, bạn đừng để việc theo đuổi sự nghiệp ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Tình cảm đôi lứa đã ngày càng tốt lên với sự che chở của tam hợp. Hai người dần hiểu đối phương và chấp nhận một số khuyết điểm của nhau. Hôm nay bạn có cảm giác mình được bao bọc, yên ổn, cảm thấy hài lòng với quyết định mà bạn đã lựa chọn. Nhân dịp nghỉ lễ này, bạn nên dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu. Bạn nên nhớ, công việc có thể làm cả đời, nhưng những giá trị tinh thần và tình cảm gia đình thiêng liêng sẽ không bao giờ lấy lại được nếu đánh mất. Mộc, thủy, tương sinh giúp bạn giải thoát được những lo lắng liên quan đến sức khỏe. Hôm nay bạn có một giấc ngủ sâu, nhanh chóng hồi sức để sẵn sàng cho một ngày mới. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Kỷ Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm thành đầu thổ, ngày thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi, thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ, tuyệt thân. Kỵ tuổi Quý Dậu, Ất Dậu. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.